Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới lấy về, đó là chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2021, số tự động một cầu biển XLS, máy dầu, xe nhập nguyên chiếc quý anh chị ạ. Toàn bộ xe đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội 29H47969, xe đứng một chủ từ mới. Vâng, xe thì tình trạng xe thì bên em Lợi khẳng định cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn, máy số là nguyên zin. Về an ninh pháp lý thì bên em hỗ trợ rút hồ sơ cho quý anh chị, và toàn bộ xe thì lịch sử bảo dưỡng bảo hành còn nguyên trên hãng, xe đang còn nguyên một dàn lốp theo xe nhé quý anh chị ạ. Xe màu vàng cát. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và anh chị em xem video nhớ like, chia sẻ kênh giúp em, và các bác ấn nút chuông theo dõi màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và cái chiếc xe Ford Ranger này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của chiếc xe này, sơn zin còn đến 99%, và toàn bộ xe thì khá là đẹp. Xe chỉ chạy trong phố phường nên là chất xe, chất gầm rất là đẹp và mới. Và đặc biệt xe sản xuất năm 2021 thì còn nguyên bảo hành trên hãng Ford Ranger, nên là quý anh chị yên tâm. Đây, toàn bộ cái phần liên sườn này, bậc lên xuống của chiếc xe là khá là mới và đẹp. Và toàn bộ cái phần đèn pha của chiếc xe cực kỳ sáng. Mặt ca lăng, cabo. Toàn bộ mặt ca lăng, cabo của chiếc xe này đẹp, nguyên zin. Bậc lên xuống của chiếc xe. Lốp và lốp theo xe nha quý anh chị nha. Lốp đát theo xe này 2021 này. Đấy. Toàn bộ lốp còn theo xe rất là dày. Và phần đầu của chiếc xe này vuông vắn, không có dấu hiệu bị đâm xô và rất là đẹp, toàn bộ sơn zin từ các cái ba đời sốc. Lốp nguyên 5 quả theo xe. Đây, toàn bộ sắt xi này không mục mọt gì, xe chỉ chạy trong phố phường nên là chất gầm, chất sắt xi rất là đẹp. Đấy. Từ các cái rè cu lốp này còn nở là nguyên hết từ đầu. Đấy. Bậc lên xuống là không có chảy xước gì và không móp mép. Đấy. Toàn bộ cái phần tay nắm, móc khóa, cánh cửa đều rất chắc chắn, xe đồng vỏ căng, sơn zin toàn bộ. Đèn hậu của chiếc xe đây, đèn zin này quý anh chị ạ. Lót thùng của chiếc xe này mới kính cong luôn. Lót thùng này thì hầu như là không chở hàng nên là nó rất là mới và đẹp. Xe thì cam kết với quý anh chị là bên em Lợi không làm xe tai nạn, xe ngập nước, máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý đầy đủ hết cho quý anh chị nha. Đấy, toàn bộ cái phần này, sàn trái sàn này cực kỳ đẹp và mới. Em Lợi quay vào cái phần nội thất cho quý anh chị xem này, toàn bộ khung cột táp ly cánh cửa đây khá là mới và đẹp đây. Đấy, toàn bộ các cái phần cột cánh cửa này, táp ly chỉ cánh cửa là nguyên zin. Đấy, xe rất là đẹp nha quý anh chị nhỉ, từ cái nĩ này. Đấy, kính của chiếc xe thì đều của hãng Ford và đều có số 1 theo năm 2021 của chiếc xe. Ốc
tai, ốc cột, tem mác đều đầy đủ hết, zin 100%. Ghế của chiếc xe thì ghế nỉ nguyên bản từ đầu, ghế lái rất là căng và mới nhé, toàn bộ không chảy rách gì. Vô lăng của chiếc xe đây, toàn bộ vô lăng, quý anh chị nhìn thấy cái chất vô lăng này khá là đẹp. Và củ số vô lăng, bóng khí là nguyên zin. Xe sử dụng hộp số tự động. Đây, toàn bộ cái phần tay nắm tắp ly cánh cửa phía sau này. Nội thất ghế cực kỳ đẹp đây. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Đấy, toàn bộ cái phần tắp ly này. Vô lăng, củ số, bàn đạp, phanh ga đều nguyên zin. Đây, toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe đây, toàn bộ tem mác đầu này, nguyên zin. Và máy thì quý anh chị yên tâm nhé, máy còn zin bảo hành trên hãng, nên là quý khách hàng yên tâm về cái phần máy đi. Đấy. Máy động cơ rất là sáng và đẹp, nguyên bảo hành trên hãng. Chất máy này cực kỳ sáng đấy quý chị ạ. Các cái phần két nước này, ô rô này, nguyên sơn đánh dấu ở nhà máy. Vâng, còn đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ sử dụng động cơ máy dầu 2.2, chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn đang xem video một cái chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2021, còn nguyên bảo hành trên hàng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.